Tự nhiên này chứ đâu giao đâu. Ủa không giao nhưng mà nguyên tắc của nó đúng thì thôi, mày chơi anh Giang thì có. Tự nhiên à. Ủa tự nhiên giờ thì... giờ không có nói là chung đúng không? Ừ đúng rồi. Hết trời, anh Giang cũng lò vàng à. Ủa không nói sao nãy mày nói ngon nữa mà. Mày nhà mày ăn cái mùi nhưng mà nãy chứ đâu có giao đâu. A few moments later. Ăn ngon mà hay gì đó, nằm một đống rồi đó. Nói chứ cơ. Này uống rồi sao? Nó xài ít lợ mới được chứ. Ít lợ gì mày, hồi nãy mày đổi đèn nãy mày nói sao? Không uống nước mày nổi thì có sang mờ cũng được. Bây giờ sao mày lật lọng quá vậy? Đổ thiệt. Ăn gian rồi, em ăn hết mà. Ủa ăn gian, ăn hết được không à? Bởi không nói chuyện gì đâu. Không nói chuyện, mày nói băng ba hải ba ngược quá. Giờ ê Thể, ai quên, ai chứ nghe nè. Hả? Ê tôi quên tôi cởi ông nghe hồi nãy con tiền á, nó vô nó dành ăn với tôi hai gói mì luôn. Ôi em cởi anh nãy nghe nè, chị Thị Giang á, chị Thị kia mà thì ai không có nước. Ê chị nghe nè, tôi chưa kể hết mà sao mày vô duyên quá. Ôi chị mới vô duyên á, chị kể. Ê kì hồi nãy á nó vô nhà tôi á, thấy tôi đang ăn mì, tôi đang chuẩn bị nấu mì luôn, xong nó xin làm gói. Cái tôi mới hỏi nó là coi thử là nó ăn được mấy gói, nó nói tôi 10 gói luôn, nổ một cố. Sao? Xong thì nó không nghe nè, nó ăn xong hai gói nó không hút nó hết nước. Rồi đã đợi nó còn bắt tôi là phải chịu ly trà sữa cho nó. Nó nói tôi ăn gan, ông coi được không? Vậy mà nổ bắt 10 gói. Ủa mà anh Thể thấy không? Chị thì nói là em ăn mì, nhưng mày ăn hết mì rồi. Chị chưa hút nước hả? Chị thì nói với kiểu là không đứa đầu chứ bộ. Ủa nhưng mà anh phải giao kèo từ đầu đúng không? Còn không là chị kêu qua ăn mì thôi mà. Em chỉ nói ăn mì chứ phải kêu không có nước đâu. Đấy, em đẻ lý quá. Anh mới là mẹ. Ờ đúng rồi, tôi sao cãi là hai người. Thì gói gà ông nó đặt. Ờ rồi, sai xin lỗi chưa? Sai nhưng mà bắt người ta mua rồi. Rồi, xin lỗi. Sai mà bắt người ta mua trà sữa rồi đó, mà phải sai à? Có cái Mỹ mà nó nay nó đã ý là hai mình nó lại nó. Ủa rồi, nó ăn lo luôn là không ăn được nữa hả? Thì chắc vậy. Tôi vì làm sao chút được ăn thịt gà rồi? Ủa gà là gì? Thì anh nói về đây, nó có gà là được gì đúng không? Ủa gà đâu anh? Ôi trời, có gà cũng không thèm. Không thèm nữa, nhớ nha. Hai người xạo em chứ. Sao gì, anh sang đây chủ yếu để ăn gà này. Ui. Ôi, gà này nó tới luôn à. Yeah. Gà, có gà rồi. Có tèm, nướng tiên. Xuống, ngồi xuống, ngồi xuống mới đó. Mày làm gì vậy? Xuống ăn. Ủa làm gì vậy? Mới mua, hỏi luôn. Ôi, xuống ăn nó tiền hay là có cần gì bắt cái bụng đi mổ ra. À, ra vậy chơi tôi cái gì? Chơi gì? Ủa anh? Xuống anh nè. Làm gì vậy? Đợi tỉnh mày hả? Anh ơi, nãy nó ăn có hai gói mì thôi với một ly trà sữa gần full. Rồi xuống. Một bình đó. Ai gì lại đó hỏi bả ra. Ai gì lại đó hỏi bả ra. Cái gì? Trời ơi, gì? Tự dưng nó dạch vô dạch ăn. Nè, nói với chị rồi mà. Cái gì? Anh nói với chị rồi. Ừ, anh nói là bữa nay là cái bữa mà mình... Cái bữa mà mình cái gì livestream á, rồi có anh đó anh donate cho mình 20 đô mà nó gửi cho mình 14 đô. Rồi xong anh mới đổi ra tiền. Được bao nhiêu tiền anh mua gà, anh nói chị thì là kêu em vô. Chị không ai biết gì á, tự nhau vô cái dạng hết hai gói mì tôi luôn. Hồi xuống ăn đây nói gì vậy? Nó ăn hết hai gói mì em mà còn đâu mà gà, cái gì vậy? Sao đâu có em mà nó phải gì vậy? Đâu biết. Ai mà biết. Giờ xuống ăn mì á. Em kể cho nghe hồi nãy á. Mà nó còn nói tôi ăn gian, nó phải nhất là một hai ly trà sữa. Em đào đồ vô nói thì giận chi có nó dễ vậy. Mày nằm quá. À, xuống ăn. Xuống ăn nè. Ăn gì nổi nữa. Thôi ngon rồi thì. Ôi hồi nãy mày nói ăn tới 10 gói mì mà mới ăn có hai gói, xuống ăn được. Nè, ngồi xuống. Nè. Thơm lắm nè thì. Xuống ăn. Xuống ăn. Cái này mắc em mặc ai gói mì mắc không đứa nữa. Sao mà mắc cười đâu, của ai mắc mày ta của tôm tôm ép mày ăn hả? Tự động tự nguyện nha. Trời ơi, chị biết tôi làm mà chị bắt em ăn. Không hề, chị không biết. Ờ, vậy chị ăn cho no con mắt chị nha. Không, no cái miệng, no cái bụng. Không, mắt là chị nhìn thôi. Thì ăn đi. Tiền chung mà, đâu phải tiền của anh đâu. Tiền của chung luôn á, bốn đứa. Chung có tiền riêng. Ừ, ăn không á. Thầy có cơm lâm nữa nè. Chép lắm, chép lắm. Ờ, mà ăn nổi. Sao không nổi, mới thương. Thôi, ăn em đi ra.
tiền ăn giỏi lắm mà, xuống đây ăn 10 gói mì được mà, cũng có 2 gói nhỏ nhỏ tiền. Ê, vậy là tính toán nó nổi thế, nó nổi tôi. Thôi mày quên xuống đây. Không mày ăn giỡn hoài tiền. Bà nổi kia là bà bắt khùng ăn của mày, bà còn bắt hôm nước mà thấy nghi nghi à. Tiền chân mà có gì đâu. Chú ngồi cho ăn cho vui em. Ừ, đâu phải tiền anh đâu ngại. Ê, cho mày cái bánh mì này thơm thật á. Nè, con làm. Ủa, Diễm à. Ủa, Diễm đã nói tiền chung không? Diễm không ăn nữa, em lấy tiền không? Tiền đâu lấy, mua vô. Ủa không, tự nhiên hai ba người gà, ba người chi còn như dư lại đưa em. Đưa bao nhiêu tiền mua gà luôn. Em có giờ thử em muốn chứ giờ mà không ăn mình bắt giờ miệng. Ủa thì không gửi thôi. Ai bắt em không? Không, tự nhiên em vô rồi thôi, không biết. Không biết chi tiền gà em. Chi tiền cho em mua trà sữa. Cả chỉ có nghe em nói không vậy. Ok. Miệng mồm rồi đâu đó anh. Cần chỗ đó chưa. Nè, anh không ăn mà thôi nha. Chị sao chị nha. Ủa làm gì nhớ. Làm gì á. Ủa chạy thả uống trà sữa chứ nó không ăn này hả trời. Cái này ngon hơn nè. Không ăn rồi thôi ráng chịu nha, chứ không có tiền đâu. Tiền đã mua hết rồi. Ủa mày làm gì mày liếc tao vậy. Mua gà, bánh mì rồi hết rồi. Anh thôi có nói chú viên kìa. Tự nhau qua dặn ăn hai cái mì hết cùng mì của tao chưa nói tới luôn. Ủa em đang dần chị miệng chị ăn á. Chị ăn ngon thì chị ăn ngon thì chị ăn đi. Đúng. Thiệt quá á thầy luôn cả. Ủa tao không trả tiền cho em. Tự nhau tao cho thì mình ăn đúng không mọi người. Cái này ăn thiệt ăn giả. Ngon có nhiều đâu. Được 14 đô à. Rồi anh đổi ra anh mua hết luôn chứ có còn dư đồng nào đâu. 14 đô vậy anh chia em. Có đâu bao nhiêu tiền. Cái gì 200 mấy. Vậy 4 người là mỗi người 50. Lên 50 đây. Tiền đâu mua hết rồi. Hết rồi. Ăn chú ngoài ăn à, không nói gì nhiều á. Không có ăn nổi tụi. Tôi tiền trả tiền em mua cho sổ chứ thôi chứ. Chứ thì trả tiền em đây. Trời nó ăn mì của chị, tốn mì thì nó còn đòi tiền. Nó còn mì của xương hết. Quên cái thùng mì đó chưa tính nhà nó tính thôi. À, chỉ là mẹ ơi. Ê, nè. Tầm lắm. Mình bước qua mình lấy cũng được, có sao đâu. Thì ngồi xuống ăn, nó giỡn chơi, ngồi ăn. Ai chị? Tiền em hai gói mì rồi, ta ăn nữa được không? Được. Tiền, thơm lắm rồi. Giờ nếu không mấy mày mua hai gói mì ra đây. Mày ra hai gói mì ra đây. Đó, ngon. Ngon. Vậy sao không được? Không biết tới chợ, mình đang trả 50 cho em quá. Em chạy mấy lẹ á. Năm mấy cù lâu. Tự nhiên em đặt đầu cho gói chị coi nè. Ê, anh gọi điện cho nó một thầy chứ thể rồi nha. Anh nói lúc bữa nay anh nói. Ủa, vậy là anh cố tình cho em hết xong ổn con em mà không nói em cũng nói chuẩn tay em hả? Gì? Em là anh riêng mà sao không nói em? Anh có nói mà, chị thầy nói. Ủa, anh hỏi ai chị thầy mua? Anh hỏi tiền ở đâu, chị thầy nói nó nằm kìa. Anh mới nói là vậy thôi, chờ chút với em mua gà vô ăn luôn. Ủa? Vậy là ba người. Không, anh không biết gì nha. Vậy là ba người cố ý cho em đúng không? Anh cho sao mà. Ba người ích kỷ, mình ba người gà. Em làm như em ăn nhiều lắm vậy mà. Ai cấm em? Ai cấm em xuống đây rồi á. Ta cũng nhiệt tình, nó không ăn rồi xong nó làm gì mà. Tại nó dẫn trời xuống ăn đi em. Chị ơi, em sẽ gà đó, chị ơi. Giờ hấp bắt nhiệt miệng ra. Anh sẽ đi ăn gì á. Hả tiên? Tự nhiên á, té bốn người nói cho ba người biết à. Phải. Không phải cái gì, không lẽ nữa. Gọi gọi cho thầy, cho thầy nói đó đây nè. Để với thầy nói là để nói để nhớ cho. Ôi ngon lắm thầy tiền. Dạ thầy. Ừ. Thôi được mùi ngon mà sao. Có miếng ăn không mày ăn hết bên hồn mì ta cũng nói từ nhỏ có miếng gà. Có miếng ăn, có miếng gà luôn. Có anh em ăn gà, mình ba người ăn mất em nhiều miệng. Đúng rồi em. Có ai nói chừng mình cho nó cũng cũ chú ăn mà không ăn gì thôi. Giờ đi xuống 2 thì tôi ăn đi. Ăn gì mà anh biết đi. Dạ. Đúng ăn đi. Đúng ăn gì mà anh biết đi. Nhắm mặt miệng đi. 63 người, 63 người, 80kg, người 90kg ăn đi. Trời nó. Thầy chỗ này đúng thơm hả? Thơm. Ê, hỏi thử đi. Ăn coi chừng mắt hồng á. Ăn chậm chậm thôi. Chứ nãy giờ uống trà sữa chắc mắt ngày nãy giờ ha. Nên nãy giờ chắc có ai không ăn được. Bạn không đâu mà, mày ăn hai cũng bị luôn mà. Em nói anh nghe nè, em tức dễ sợ luôn á. Em định ra em nó mì, sao mới tự nào nó đòi xin em một gói. Em mới hỏi thử cái sức năng được nhiều. Nó ăn 10 gói. Em nói nó nổ
mẫu em xạo đón tên em nói giờ ơi cái đó là ai nói mẹ nó là ông mì chị bái không được có quyền tô nó ra chị ô cứ có chị ô nghe đó chị có tô hết hai tô nó ăn hết hai gói mì xong nó còn nói măng gan nó tự ngầm mì có nước nó kêu là không được uống nước anh coi nó kêu em măng gan nó còn em đi trái sữa nó nè. Ủa nhưng mà phải không? Ví dụ như là mình giao kẹo chứa là bắt không nước. Mà chị kêu ăn mì, chứ chị kêu nó không nước. Dạ chứ. Giờ đó ai đó mới ăn. Thôi lỡ rồi xuống ngồi ăn chung với anh em thôi tiền. Lỡ rồi, để xuống ăn em. Ủa thì bây giờ nó tự nguyện thôi tiền. Nó tự nguyện chứ tôi có ép đâu. Nó còn nói là em ăn được, em ăn ngon là anh xong. Nó bắt tôi phải là ly XL full cái gì tôm binh đó. Nó có chẹo xong nó tự quên gan á. Xuống ăn miếng đi. Tiền chung mà chứ phải tiền riêng đâu. Trời ơi sao mà tiền chung mà mời nó khó quá. Nhường anh chỉ ăn luôn cái cục ăn của con sao mà tôi đậu ghê vậy anh. Sao ăn gì? Sao không ăn? Nó đưa ánh mắt hình viên đạn đó thì hả? Mà sao không ăn? Không ăn là không nói nha, không nhắc nữa nha. Mà không ăn là mất quyền lợi nha. Ừ, tiền chung chứ phải tiền riêng của ai đâu. Ủa tiền chung tí chia lại. Chia gì? Mua gà hết rồi. Mua gà, mua con ba, ai ăn nhiều thì người ta chia lại. Có việc chưa cái xuống nha. Ông ăn không ăn thôi, tao mua lần một, người ta chỉ đã mà có lần nhiều. Không có lần hai đâu. Chị ăn có lần nhiều. À, hoàn sẽ là nhau nè. Rõ ra được có 300 ngàn rồi. Mua hết rồi. Cơm chắc bụng. Má ăn cơm không? Ừ, ngon không? Ê, xem cái đồ ăn á. Phải xem cái đồ ăn. Đây đừng kêu em qua đây. Ủa tự ngào qua cái sao mà dành hai gói mì hết cùng mì luôn. Nó đúng hết cùng mì không phải hai gói mì. Mà ăn rồi tiền. Mà chơi sao mà ăn cho vui nhỉ. Nói gì cũng không hiểu luôn. Ai nói ai cấm đâu. Đó thấy không, còn không hai ly trà sữa nữa đó. Ba anh chị nhớ đi. Từ nay đừng có kêu con tiền này nữa. Ủa chứ kêu con gì? Kêu tiền tiền á. Tiền. Xong rồi kêu nó ăn mà xong mặt nó béo nhìn béo xẹo trời. Nhìn cái mặt nó mắc cười. Mày nói khổ đó tiền. Tự mày ăn mà không ăn được nó. Tự nó không ăn rồi nó làm cái giọng gì á. Nó nói đây động đất anh Mười ơi. Cái gì á? Rồi con gà quá. Kêu mang em ăn không? Không quá. Nó mình lúc nay hỏi thôi anh được. Lâu lâu mới có gà nướng ăn mà chị ác với em chị thử. Sao? Chị tự nấu ăn chị mà. Tự nhiên à. Sao không muốn ăn bữa nấu hoài mập đó tiền anh. Đúng rồi em trong đó. Ủa chơi thấy tao còn. Tự nhiên cho hai người biết hôm nay em biết rồi. Bà bắt cái mai nó mì rồi. Bắt hết tổng nước rồi. Bà nấu nước không phải bình thường. Bà nấu cái tô ngập nước không. Ủa đi em tự mình ăn mà. Ủa thì giờ có quá xuống nổi đây nè. Xong rồi mày lấy cái đồ mày nút nút thôi cũng được. Cũng có phần ăn. Thấy một gà. Anh em đã nói là nhà chỉ có hai gói mì thôi. Mà nó nở lòng nó ăn hết hai gói mì luôn. Nhưng mà bà cá độ với em. Nó nói là do tự mình nó cái đó. Ừ, còn ngon quá. Rồi xong nó nói em gài, nó gài nó nặng không hiểu luôn. Ngon quá. Trời ơi. Con gà ép quá. Chỗ này nó ngon hơn. Nướng nướng thì còn đang nóng nè. Con dùng mắt kẹo. Anh mua hai cái này, cái đầu này sẽ không đỏ. Nhà anh nói chúng ta ăn nè. Chúng ta. Anh dễ tiện. Ngon quá. Ủa thầy em thì có ai mà mai em miệng mày đâu. Xuống ăn đi. Thầy em thì ta xuống nút. Nè anh ngồi xuống cho bà nhờ chỗ nè. Ngồi đi. Ngại cái con hồn. Sẽ xác cho người chi đuổi đây. Vậy là khỏi chi tiền. Sao tệ đó. Sao tệ không có gì chi tiền thì em khỏi ngồi xuống. Nè. Ôi. Chê đã mua hết rồi. Đau quá à. Cảm thấy to à? Chúng ta bọc. Ăn vậy thì ớt. Nhìn vào thế đi. Còn nhiều rồi, mà. Nãy giờ ăn thì ta ăn từ đầu đi không? Cứ dùng vậy nãy giờ không ăn hết nữa con gà luôn. Ngon sao về ra trời. Cái cục thịt. Mà anh nói trời chị ác hơn. Bởi con gà ngon vậy em ăn còn nhiều rồi. Đồ dùng đi cũng chết tiền mà. Ủa mày nói gì? Dạ còn có 1 miếng à. Để mày ăn đi rồi nguyên con mày ăn hết tao cũng nói chứ nào. Nhiều đây cũng 50. Mà nhiều đây cũng 50. Có nhiều đấy mệt mày quá ăn. Ăn nổi rồi. Ăn hết rồi. Ăn nổi không ăn. Ăn nổi thì tuần 2 tuần 1.
anh em ăn đi anh, ăn anh xéo một con nữa nè. Ăn đi. Ăn đi, tức quá mà cạp luôn xương, nhai luôn xương luôn trời. Quá. Anh sợ kẹt á giống. Đó, nó không ăn được á. Nói vậy mà bà đặt nãy giờ xạo, em nói mà không nổi. Nó là heo ấy mà. Kẹo ăn ngon. Tức mùi gì? Tại nó tụi chó. Nó tưởng chó mà nó tức á. Chứ đâu ai nè, nãy giờ đâu ai tức rồi đúng không? Chị, mày đừng có mày ăn. Mày ham ăn. Mày đừng ham ăn, nghe nó cá hai con mì. Nhưng mà em đừng có trả thửa em, đâu biết có gà đâu. Thì đó, không biết thì gán chịu thôi. Chứ có ai nói gì đâu mà xuất hành nó nói là gà nữa không. Tưởng tham ăn. Thì có phải là tham ăn đâu, không tại em tham ăn với vậy. Nó tham ăn hết thịt mì rồi. Không gà. Còn ơi tự ái mình liếm đầy đủ xong mày để ra đây rồi ai ăn nó đổ cho thức ăn dơ. Ý này là ai không ai thấy dơ thì để đi tí thì đó, đi về nhà em ăn. Ý em nói vậy đó. Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu. Em ngồi ăn chung thôi. Không có chuyện đó đem đem đi đổ đem về nữa. Có thấy dơ hả? Ừ. Không mấy anh đi em bưng ra ngoài bãi bò. Đi là thấy. À, ngồi đây ăn. Có ai nào ăn thì ăn đi. Ăn đi mày nhìn nó hoài à tiền. Ăn lại đi. Cho ăn đó, chị lấy cho mấy uống thôi. Trời ơi, nó sai dữ hả? Cầm lâm rồi thầy. Cầm lâm rồi thầy. Cái đền bù tình cảm cho em. Cũng đền bù gì đó. Thôi, em cho thử em ăn gà không được đâu. Cái đó chưa là gì? Chưa là chưa. Vậy mà nổ nó chưa mới ăn 10 gói. Rồi rồi, mới mốt nổi được canh là tiền. Em ăn 2 gói vô vòng 5 phút hơn tôi nói. Ê, anh thấy mấy. Thôi là nhiều. Rồi tao mày cá này, rồi mày cho mày nè. Để dọn tiền ăn trước đây, còn dư nhiêu anh em mình đem ra quầy bãi bò ăn. Quá kìa, nhường ăn trước đi. Anh à, anh hết rồi. Lại đi, anh dư thể đem ra quầy bãi bò. Rồi, chấm mạnh đi anh. Thôi, ăn đi. Anh không ăn, anh không ăn, mang về nè. Anh có. Mang về làm gì? Mang về mà. Ăn thì anh ngồi đây ăn đi. Thì ăn đi, giờ có ai cản thôi, để ăn chung. Ăn còn nhiêu, anh dư thể ngồi đây chờ nè. Nhường cái hai trước đó. Hay là hai anh em tử con này em ăn về. Thôi, không có chuyện đó, em ăn trước đi. Ăn thả đi, còn nhiều anh với thể đem đi. Trời, anh em thương nhau của đó là ưu tiên. Thể làm sĩ đây. Đó. Làm sĩ vậy. Làm sĩ. Trời ơi. Đi lẹ, chờ tiền ăn xong đó. Lẹ đi, không ai kiên nhẫn chờ đợi. Làm lẹ đi. Làm với thể bưng đi. Mày làm cái kiểu con sang nhà chị ấy, kiểu nó khiều. Anh ấy thèm ăn á. Anh thèm ăn á, nó khiều gốc vậy nè. Đi ăn nhiêu ăn. Hay là hai ăn nửa ngày em ăn. Không, em ăn hết, ăn nhiêu thôi. Ơi, mày ăn biết xong mày chay tích mét rồi sao nha. Thì cậu hay ăn, em ăn rồi. Thầy ăn nổi nữa không? Không ăn nổi, anh với anh thấy. Đi về đi kìa. Ăn lẽ đi, về. Ơi, ăn xong chưa? Rồi, bước đi thấy. Chẳng ăn hết nổi vậy. Thế thì em, chờ em, đợi em quá lâu rồi không? Nãy là mở cửa. Ai đâu? Đi lại, đi lại. Khùng quá, nãy mình để nguyên nửa con mình cứ tạm nhân tay hoài chứ thì sao? Ủa lợi có ai? Tại chị á. Em chặt xuống cái giọt của chị bây giờ á. Còn cái nói này ở cái em thường chua cái nữa cho hai bên tiền. Chị trên lưng của mày vô nhiêu mà mày ăn vậy? Chị khổ quá chị Thùy ơi. Chị phải cho em chị ăn nhiều chứ chị hả? Chị bắt nó ăn hai bánh mì vậy. Ác ghê quá. Làm quá mày làm kiểu tao thấy giống nít quá. Biết chừng nào lấy chồng được, biết chừng nào lớn. Nhiều tuổi mà không phải con thích nữa bà nội. Ủa, có gì chứng minh là làm nít chưa? Biết. Ờ, mày cũng biết vậy đó. Mày bớt cũng nhiễu lại đi. Tự nhiên giờ có miếng rồi cũng 50 mà. Chị không ăn gà, chị nhờ cho em ăn chứ chị bắt em ăn không mày. Thì đó, tao cũng mấy, tao cũng ngọt gì quá. Mày vô duyên quá. Thôi được rồi, được rồi. Thôi, nói rồi. No bụng rồi thôi nín đi. Đi về đi. Cơm nó cũng không thấy con gà ngon chứ ăn được cái dùi mày. Thì ai biểu nãy không chịu bé ai đùi thôi đi về đi. Thì còn có ai đùi không bẻ